Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử số số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải tám Vĩnh Long 20, giải tám Bình Dương 02, giải tám Trà Vinh 07 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử số số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Vĩnh Long 345 396, giải đặc biệt Bình Dương 682 673, giải đặc biệt Trà Vinh 478 223. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số miền Nam lần sau.